rất trống trải, đánh đầu vào. Rồi, vượt qua thủ môn rồi. Bàn thắng thứ tư dành cho U20 Việt Nam. Mời đến, mời đến. Tuy nhiên ở trận đấu đó thì cả Minh Chuyên và Tạ Thị Thủy đều chưa có bàn thắng cho riêng mình. Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để hai cầu thủ tấn công cao nhất của chúng ta có cơ hội ghi bàn. Minh Chuyên, một pha tận dụng sai lầm của đối phương và bàn thắng đầu tiên đến với đội tuyển U20 Việt Nam ở phút thứ hai của trận đấu. Chúng tôi vừa nói tới Minh Chuyên và Tạ Thị Thủy, tiền đạo số 10 đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Minh Chuyên là một cầu thủ có tốc độ, có sự lắt léo và sức dướn rất tốt. Những sai lầm như vậy thì gần như là Minh Chuyên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Sai lầm của đội trưởng bên phía U20 Singapore đó là City Edward. Minh Chuyên là chân sút hàng đầu của câu lạc bộ Thái Nguyên TVT ở giải vô địch quốc gia. Ở tuổi 19 thì Minh Chuyên đã có được những thành tích rất ấn tượng cho cá nhân của mình. Lúc này họ đang tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 trận đấu và với hiệu số bàn thắng là dương 13. Một tình huống tấn công bên cánh phải của U20 Việt Nam. Vẫn là các cô gái áo trắng. Nỗ lực tranh chấp rất quyết liệt của U20 Singapore. Rất thoáng. Cẩm Ly tuyệt vị rồi. Tiền vệ áo số 23 của chúng ta đã bị trọng tài thổi phiệt vị. Một lúc này thì U20 Ấn Độ đang có lợi thế hơn chúng ta về hiệu số và chúng ta sẽ phải cố gắng để ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U20 Singapore. Đó là nỗ lực thoát xuống của tiền vệ Ánh Mỹ. Những tình huống xử lý bóng trong khu vực vòng cấm của U20 Singapore là rất mạo hiểm và vừa rồi suýt chút nữa thì đội trưởng City lại mắc sai lầm. Ở tình huống mà Ngọc Minh Chuyên ghi bàn mở tỷ số thì City cũng đã mắc lỗi. Minh Chuyên, cầu thủ của chúng ta đã ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Lưu Như Quỳnh, ngày hôm nay Lưu Như Quỳnh là đội trưởng của U20 Việt Nam. Cầu thủ có chiều cao rất tốt. Cẩm Ly, Minh Chuyên, Vũ Thị Hòa, khá hay. Minh Chuyên, vẫn là Minh Chuyên. Rồi, cao vào. Một lần nữa thì Ánh Mỹ lại có cơ hội để đối diện với khung thành của Nui Zarida. Rất đáng tiếc Minh Chuyên đã làm phần việc khó nhất. Nhưng pha đệm bóng cận thành của Ánh Mỹ, bóng đã đi đúng vào vị trí của thủ môn đối phương. Cần phải chắc chịu hơn những cơ hội mà mình có được. Thủ thành Nui Zarida của U20 Singapore đã phải vào lưới nhận bóng tới 7 lần ở trận đấu ra quân của mình trước U20 Ấn Độ. Vũ Thị Hòa, Minh Chuyên. Rất trống trải, đánh đầu vào. Bàn thắng được tính cho tiền đạo Tạ Thị Thủy của đội tuyển U20 Việt Nam. Như vậy là bộ đôi tiền đạo của chúng ta đều đã có bàn thắng cho riêng mình. Tình huống chọn vị trí và đánh đầu chính xác của Tạ Thị Thủy. Tạ Thị Thủy là cầu thủ sinh năm 2004 và đang thuộc biên chế của phong vũ Hà Nam. Bóng đã bay ở vào rất sâu so với vạch khung thành của U20 Singapore. Chắc chắn là bóng đã đi vào lưới. 2-0 cho U20 Việt Nam để bắt đầu những giải đấu quan trọng chuẩn bị cho hành trình lịch sử đó. Tạ Thị Thủy đã di chuyển rất hay. Tạ Thị Thủy, như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Lợi thế về thể hình và sải chân dài đã giúp cho Tạ Thị Thủy có được điểm.
cầm trang bóng trước khi thủ thành của đối phương có thể tiếp cận được trái bóng vừa rồi. Một kết quả rất đúng với những gì đã diễn ra trên sân cho tới lúc này. Và sẽ cùng theo dõi lại một đường chuyền rất hay của Vũ Thị Hòa dành cho Tạ Thị Thủy. Đường chuyền xé toang hàng phòng ngự bên phía U20 Singapore và một điểm chạm rất tinh tế đã giúp cho Tạ Thị Thủy ghi dấu ấn với cú đúp cho tới lúc này. Một trong những nhân tố rất nổi bật ở tuyến giữa của U20 Việt Nam. Vũ Thị Hòa là đội trưởng của U16 Phong Phú Hà Nam tranh tài và giành chức vô địch của giải U16 quốc gia năm 2022. Vũ Thị Hòa khá nguy hiểm. Bóng đã đi cắt ngang qua cột 2 khung thành của U20 Singapore. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại đường cong mà Vũ Thị Hòa đã vẽ ra. Rất đáng tiếc khi mà Tạ Thị Thủy đã băng vào dành cho U20 Việt Nam. Chúng ta đã vượt lên dẫn trước với một cú đúp của Tạ Thị Thủy và bàn còn lại được ghi do công bởi Minh Chuyên. Vẫn là U20 Việt Nam. Đó là nỗ lực đưa bóng vào trong của Vũ Thị Hòa. Sắp tới thì họ cũng đóng góp 6 cầu thủ cho đội tuyển U17 quốc gia. Rồi! Vượt qua thủ môn rồi! Bàn thắng thứ tư dành cho U20 Việt Nam. Có lẽ là cú đúp của Ngọc Minh Chuyên. Ngọc Minh Chuyên đã tận dụng sở trường của mình, đó là sự nhanh nhẹn, tốc độ để vượt qua cả thủ môn của đối phương. Và ghi bàn thắng thứ tư dành cho U20 Việt Nam. Minh Chuyên rất nhanh nhẹn, một nhịp chạm bóng để loại bỏ thủ môn đối phương. Cầu thủ mang số 5 bên phía U20 Singapore, Elisa đã không thể theo kèm đối với Minh Chuyên. Nỗ lực của đội trưởng City là không đủ khi bóng đã bay qua vạch vôi. 4-0 dành cho U20 Việt Nam với hai cú đúp của mỗi tiền đạo bên phía U20 Việt Nam. Chúng ta vẫn đang tận dụng rất tốt khoảng trống giữa các vị trí nơi hàng hậu vệ của U20 Singapore. Cánh phải khá thoáng. Khá hay. Vũ Thị Hòa, Linh Trang, Minh Chuyên. Đường chuyền cho Hải Yến. Rất tốt. Tạ Thị Thủy. Lần này thì thủ thành Nu Izairida đã bắt dính bóng.